ngày 15 tháng 5 theo giờ địa phương, tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ một số trí thức Việt kiều và thanh niên, sinh viên Việt Nam và cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại New York. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong thời gian làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương, ông rất muốn tuyển dụng các sinh viên xuất sắc, nhưng việc chuyển đổi công nhận bằng cấp lẫn nhau của Việt Nam và các nước đang có những vướng mắc trong thực tế. Thủ tướng cho rằng, muốn tuyển dụng được những nhân lực chất lượng cao, phải bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần cho họ. Chính phủ đang cố gắng tiếp tục triển khai việc nâng lương cho cán bộ công chức viên chức trong khu vực công phù hợp với điều kiện đất nước, đồng thời chỉ đạo các cơ quan xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn trong các cơ quan nhà nước. Đảng, nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ, hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Sáng ngày 16 tháng 5, Huyện ủy huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5 cho các đảng viên cao tuổi Đảng của huyện và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên nhấn mạnh, việc trao huy hiệu Đảng cho 54 đảng viên của Đảng bộ huyện không chỉ là niềm vinh dự cao quý của bản thân các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ huyện. Trong đợt này, Đảng bộ huyện Hóc Môn tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng 1 đồng chí, 65 năm tuổi Đảng 1 đồng chí, 60 năm tuổi Đảng 3 đồng chí, 55 năm tuổi Đảng 15 đồng chí, 50 năm tuổi Đảng 3 đồng chí, 45 năm tuổi Đảng 1 đồng chí, 40 năm tuổi Đảng 19 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng 11 đồng chí. Từ đầu năm tới nay, cơ sở nước mắm truyền thống Bà Hai, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết đành phải bỏ trống khoảng 40% máy muối mắm vì không có nguồn cá cơm để sản xuất. Tương tự, gần một năm nay, cơ sở nước mắm truyền thống Ngọc Định, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết đã phải bỏ trống gần 200 máy muối trong tổng số khoảng 400 máy muối. Theo các cơ sở nước mắm truyền thống tại Phan Thiết, hàng năm các cơ sở thường trông đợi vào vụ cá nam và vụ cá bớp để thu mua nguyên liệu sản xuất. Thế nhưng năm nay cả hai vụ cá đều khan hiếm nguồn cá cơm. Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết Trương Quang Hiến chia sẻ, nguyên nhân chính khiến nguồn cung cá cơm thiếu hụt trong nhiều tháng qua là do xăng dầu, nhân công, tăng giá khiến ngư dân ngại đi biển đánh bắt. Mặt khác, thời tiết không thuận lợi cũng khiến các luồng cá cơm ít xuất hiện, năng suất đánh bắt không cao. Sáng ngày 16 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng 50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng chum xiên khoảng, thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng chum xiên khoảng ngày 21 tháng 5 năm 1972, 21 tháng 5 năm 2022. Tại cuộc họp báo, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự vận dụng linh hoạt sáng tạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận cánh đồng chum, khu ủy khu 4, tỉnh ủy Nghệ An, cùng với tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm của quân và dân hai nước Việt Nam Lào đối với chiến dịch phòng ngự cánh đồng chum xiên khoảng năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo kế hoạch, hội thảo sẽ diễn ra ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vào ngày 20 tháng 5 tới. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 6, các xe không đủ điều kiện mà cố tình lưu thông trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ bị phạt nguội. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chính thức thí điểm áp dụng 100% thu phí không dừng ETC. Các xe không đủ điều kiện lưu thông trên tuyến này là xe không gắn thẻ đầu cuối, xe chưa dán thẻ ETC, hoặc xe đã dán thẻ nhưng số tiền trong tài khoản không đủ chi trả. Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện lưu thông sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 1-3 tháng. Sáng ngày 16 tháng 5, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng tại địa bàn huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh và truy bắt nghi can. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 5, anh H, 42 tuổi và anh S, 39 tuổi, cùng trú huyện Vũ Quang, có mặt tại lán bảo vệ rừng ở tiểu khu 156 thì xảy ra mâu thuẫn.
S đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh H bị thương nặng dẫn tới tử vong. Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, anh H và S đang đi chăn nuôi gia súc, đi đánh cá ở gần khu vực hiện trường. Hai người này vào lán bảo vệ rừng xin nghỉ nhờ, rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng. Không nằm ngoài dự đoán, đương kim vô địch SEA Games Đinh Thị Như Quỳnh đã thể hiện sức mạnh vượt trội để bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng nội dung băng đồng nữ tại SEA Games 31 diễn ra sáng nay tại Hòa Bình. Các tay đua thi đấu tổng cộng 15,6 km gồm 3 vòng, mỗi vòng 5,2 km. Đinh Thị Như Quỳnh đã về nhất với thành tích 1 giờ 18 phút 6 giây, bỏ xa người thứ hai là tay đua Malaysia Jainan Abidin đến 4 phút 8 giây và người thứ ba Natasha Shun, Malaysia đến 4 phút 54 giây.